Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 tới đây thì luật an ninh mạng sẽ chính thức có hiệu lực. Lợi ích và tính cấp thiết cần có luật này đã được phân tích rất cụ thể và tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên thì càng gần đến thời điểm thực thi, trên mạng lại càng xuất hiện nhiều hơn các bài viết có mục đích phản đối qua việc trích dẫn những cái gọi là thư ngỏ, tâm thư hoặc là kiến nghị kèm chữ ký của cư dân mạng hay là những clip bài viết được cho là của các chuyên gia công nghệ thông tin nhằm kêu gọi hoãn thực thi luật an ninh mạng. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ một lần nữa dành toàn bộ thời lượng để phân tích về nội dung này, giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu đúng, hiểu đủ về luật an ninh mạng. Và xin được giới thiệu người sẽ cùng phân tích trên cơ sở pháp lý đang có mặt tại trường quay lúc này, đó là luật sư Bùi Quang Hưng, trưởng văn phòng luật sư BQH và Cộng sự. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau đây về một số bài viết thư ngỏ có nội dung ngăn cản thực thi luật an ninh mạng. Thư ngỏ yêu cầu Việt Nam đình chỉ thực thi luật an ninh mạng. Đây là thông tin được một số trang mạng đăng tải, chia sẻ trong những ngày qua, giữa lúc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra. Dường như việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 đã được đông đảo người dân ủng hộ, lại khiến cho nhiều đối tượng lo sợ, tìm đủ cách để ngăn chặn luật này. Trong cái gọi là thư ngỏ được đăng tải, người viết cho rằng luật an ninh mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến pháp năm 2013. Đồng thời, họ còn bày tỏ cái gọi là quan ngại về dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng sẽ áp đặt thêm nhiều giới hạn về tự do trên mạng và có thể gây tác động mạnh đến nhân quyền Việt Nam. Và rồi thư ngỏ đi đến kêu gọi đại biểu Quốc hội hoãn ngay lập tức việc thực hiện luật an ninh mạng, đòi hủy bỏ điều 8 và điều 16 trong luật và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm. Không dừng lại ở thư ngỏ, trên mạng lại xuất hiện những bản kiến nghị kèm chữ ký hoặc những bài phân tích của người tự xưng là chuyên gia công nghệ thông tin hoặc luật sư yêu cầu Quốc hội Việt Nam hoãn thi hành luật an ninh mạng. Thưa luật sư Bùi Quang Hưng, những ngày vừa qua thì ông cũng có thể thấy là trên mạng đã xuất hiện những cái bức thư ngỏ, những cái bài kiến nghị đề nghị là tạm hoãn thực thi luật an ninh mạng với một cái lý do mà họ đưa ra, đấy là những điều khoản trong luật an ninh mạng thì không tuân thủ theo luật pháp quốc tế cũng như là hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Vậy thì là một luật sư, ông nhìn nhận như thế nào về điều này và những cái điểm nào ở trong luật an ninh mạng không tuân thủ quy định của quốc tế cũng như là hiến pháp Việt Nam? Luật an ninh mạng nó cũng giống như những quy định pháp luật trong đời thường, ví dụ như là luật hình sự, chúng ta thấy rằng là để trừng trị những cái kẻ tội phạm ngoài đời thường thì trong luật an ninh mạng thì cũng sẽ phải có những cái quy định nhằm đến biện pháp để xử lý về mặt hành chính, về mặt hình sự đối với những kẻ mà thực hiện cái hành vi lừa đảo hoặc là chiếm đoạt hoặc là gây những cái hành vi ảnh hưởng đến uy tín hoặc là gây hại đến quốc gia. Thì tôi cho rằng là luật an ninh mạng là vô cùng cần thiết. Nhưng nếu nói rằng luật an ninh mạng là xâm phạm vào các quy định của luật quốc tế hay là của hiến pháp của chúng ta thì tôi cho rằng là cần phải chỉ rõ là vi phạm quy định nào của luật quốc tế. Tôi hiểu rằng khi nói đến vi phạm luật quốc tế và hiến pháp của Việt Nam thì mọi người có vẻ đang chỉ dẫn đến các quy định về vi phạm về quyền tự do dân chủ của người dân. Cái việc mà cơ quan chức năng có những cái biện pháp kiểm soát trên mạng thì tôi cho rằng nó cũng giống như là kiểm soát ngoài đời thường. Các cái cá nhân mà hoạt động giao dịch trên mạng thì anh phải công khai hóa cái nhận dạng của mình. Chẳng hạn như là chúng ta đăng ký Facebook chẳng hạn, chúng ta thực hiện một cái tài khoản nào đó thì chúng ta phải kê khai tên, tuổi, địa chỉ và gọi như là cái chứng minh thư để đảm bảo rằng là khi anh đưa một cái thông tin nào đó, anh phát ngôn một cái gì đó thì đấy là chính là phát ngôn của mình và không phải là nhân danh người khác. Và tôi cho rằng là nó tốt ở cái chỗ là chúng ta không bị mạo danh. Cái biện pháp an ninh mạng để kiểm soát và chống lại những cái hành vi mạo danh hoặc là gian lận trên mạng thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền tự do của người dân. Luật an ninh mạng hiện nay làm cho mọi người là khi thực hiện bất kỳ một hành vi, một lời nói, một tuyên bố nào trên mạng thì chúng ta đều phải rất cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả những cái hành vi, những lời nói của mình nó được tuân thủ theo quy định pháp luật. Thì tôi cho rằng luật an ninh mạng là một cái quy định vô cùng cần thiết nhất trong thời gian hiện nay. Rõ ràng là luật an ninh mạng của chúng ta thì không đi ngược lại với những quy định của quốc tế, không đi ngược lại với những quy định trong hiến pháp cũng như là cũng góp phần bảo vệ quyền cá nhân của mỗi một người khi tham gia vào không gian mạng, đúng không ạ?
Đúng là như vậy. Khi mà luật an ninh mạng ra đời, nếu như nó được ban hành và có các quy định chặt chẽ, đầy đủ, không xâm phạm, không ảnh hưởng đến quyền con người, mọi người sẽ thấy cái hoạt động trên không gian mạng nó cũng trở nên là nó có văn hóa hơn, nó trong sáng hơn, sẽ lành mạnh hơn nhiều so với cái thời gian nếu như nó để nó phát triển một cách thoải mái. Vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Bùi Quang Hưng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, một trong những nội dung quan trọng trong luật an ninh mạng đấy là những quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng trên không gian mạng. Vậy thì những hành vi bị cấm là gì? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó, những hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm trên không gian mạng: tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngừng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật, làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. Thưa luật sư Bùi Quang Hưng, có nhiều ý kiến cho rằng một số những cái hành vi về gây rối hoặc là phỉ báng, làm nhục, vu khống trên mạng xã hội cũng như là lôi kéo kích động người dân biểu tình thì những cái quy định này ở trong luật an ninh mạng của Việt Nam khắt khe hơn so với các luật an ninh mạng của các quốc gia khác. Ông nghĩ sao về điều này? Cái này hoàn toàn không khác biệt. Các quốc gia họ đều có cái biện pháp rất mạnh tay đối với cái hành vi là lôi kéo rồi chống chính quyền hoặc là kêu gọi hoặc là biểu tình hoặc nổi dậy, thì những cái biện pháp mà chính phủ các nước sẽ làm là sẽ ngay lập tức là xóa bỏ những thông tin đấy hoặc truy tìm những cái đối tượng phát tán những thông tin đấy hoặc là để xử lý hình sự với những đối tượng đó. Thì tôi cho rằng là những quy định hiện nay ở trên mạng đối với cái việc đảm bảo cái gọi là an ninh mạng cũng như là bảo vệ cái an ninh chính trị xã hội cũng là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái luật an ninh mạng. Và cái này, yếu tố này tôi cho rằng là nó hoàn toàn hợp lý và nó phù hợp với bất kỳ quốc gia nào. Và hiện nay là theo như tôi biết thì có hơn 138 quốc gia trên thế giới đã ban hành cái luật an ninh mạng. Người ta có thể gọi cái tên dưới nhiều cái tên khác nhau, nhưng về mặt bản chất câu chuyện là cái biện pháp của chính phủ nhằm để kiểm soát và đảm bảo an ninh đối với cái không gian mạng trên lãnh thổ nước mình. Và trong đó thì có hơn 90 quốc gia là những nước đang phát triển như chúng ta, họ cũng ban hành những luật về liên quan đến an ninh mạng. Cảm ơn luật sư Bùi Quang Hưng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, như luật sư Bùi Quang Hưng cũng vừa chia sẻ thì các quốc gia đã thực thi luật an ninh mạng với những quy định nghiêm khắc, đặc biệt là đối với những hành vi phỉ báng, làm nhục hoặc vu khống trên không gian mạng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây để hiểu rõ hơn về những quy định nghiêm khắc này trong luật an ninh mạng của một số quốc gia trên thế giới. Trên thế giới hiện nay đã có 14 nước, trong đó có Nga, Australia, Canada, Colombia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các nhà mạng thực hiện việc đặt máy chủ để đảm bảo cho các doanh nghiệp quốc nội của họ có điều kiện kinh doanh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chống chuyển giá. Ngoài việc quy định về đặt máy chủ quản lý dữ liệu,
một số quốc gia còn áp dụng các quy định nghiêm khắc đối với hành vi phỉ báng, làm nhục, vu khống trên không gian mạng, không thừa nhận nhân quyền cao hơn chủ quyền, lợi ích quốc gia, tạo điều kiện để mạng Internet phát triển, nhưng phải kèm theo điều kiện căn bản là bảo vệ an ninh của đất nước, thực hiện chính sách kiểm duyệt, ngăn chặn các truy cập các nội dung tuyên truyền bạo loạn, lật đổ, xúc phạm nhân phẩm, nói xấu, phỉ báng, bạo lực tình dục, khiêu dâm. Vì thế, các nước này ban hành quy định yêu cầu các mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung trên trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại từ người dùng. Điển hình là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Nga, Ủy ban châu Âu. Tại Hoa Kỳ, quốc gia hàng đầu về hệ thống Internet và an ninh mạng vừa qua cũng đã yêu cầu phải thay đổi và bổ sung về các luật liên quan đến an ninh mạng. Ngoài đạo luật của chính quyền các tiểu bang, các đạo luật của liên bang gần đây được ban hành với một số quy định mới về an ninh mạng, đồng thời sửa đổi các quy định cũ đảm bảo cho vấn đề an ninh mạng được an toàn và chặt chẽ hơn. Trong đó có đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng CISA, đạo luật tăng cường an ninh mạng, đạo luật thông báo vi phạm dữ liệu trao đổi liên bang và đạo luật tăng cường bảo vệ an ninh mạng quốc gia năm 2015, sửa đổi đạo luật an ninh nội địa năm 2002, nhằm cho phép Trung tâm Tích hợp Truyền thông và An ninh Không gian mạng Quốc gia của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ kiểm soát thêm các đại diện không thuộc liên bang như các trung tâm phân tích, chia sẻ thông tin và tư nhân. Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về học thuyết an ninh mạng mới của Nga. Học thuyết này đã liệt kê nhiều mối đe dọa mà Điện Kremlin lo ngại từ tấn công mạng từ nước ngoài và truyền thông nước ngoài đưa tin tiêu cực, cho đến sự xói mòn các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga. Australia là quốc gia có khung văn bản pháp lý tương đối hoàn thiện về an ninh mạng, bao gồm đạo luật về tội phạm mạng, đạo luật về thư điện tử rác, đạo luật về viễn thông và đạo luật bảo mật. Trong đó, đạo luật về tội phạm mạng cung cấp các quy định toàn diện về các tội liên quan đến Internet và máy tính như truy cập, xâm nhập máy tính trái phép, làm hỏng dữ liệu và cản trở truy cập đến máy tính, ăn cắp dữ liệu, gian lận máy tính, rình rập trên mạng, quấy rối và sở hữu các nội dung khiêu dâm về trẻ em. Đức đã thông qua luật an ninh mạng từ năm 2015, trong đó có những điều khoản cụ thể đối với người sử dụng mạng Internet như cấm âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ an ninh quốc gia hay cấm xúi dục hành vi phạm tội. Nhật Bản, một quốc gia ở châu Á, cũng đang cân nhắc việc sẽ siết chặt trong việc quản lý thông tin quốc gia trên mạng xã hội và các dịch vụ Internet. Rõ ràng là luật an ninh mạng là cần thiết, bởi vì nước Mỹ đã có rồi, đã có từ lâu rồi, và có rất tốt rồi, có cả luật liên bang và luật tiểu bang. Nước Đức 2014 họ cũng đã có rồi và họ làm rất tốt, họ đi đầu châu Âu. Và gần đây một loạt các nước khác, thậm chí Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức những cái hội nghị về an ninh mạng. Thái Lan cũng có những cái luật mà bắt buộc phải gỡ bỏ những cái fake, những cái tài khoản nào mà nói xấu hoàng gia hoặc là gây an ninh quốc gia vân vân. Những cái đối tượng không thân thiện đó, thì họ suy diễn. Họ bỏ qua những cái ví dụ của nước Mỹ, của nước Đức, của các nước khác mà họ chỉ lấy của Việt Nam, coi như Việt Nam như một hiện tượng cá biệt. Thế thì trong tuyên truyền chúng ta phải đưa ra một cái xu hướng chung, đó là chúng ta cũng giống như là Mỹ, cũng giống như là Đức, học tập kinh nghiệm của họ, đưa những cái quy định ở các luật khác vào trong luật an ninh mạng, đồng thời quy định trách nhiệm rõ ràng hơn, định nghĩa đầy đủ hơn. Và nó như vậy thôi, để đảm bảo cái lợi ích quốc gia, an toàn xã hội cộng với lợi ích hợp pháp của người dân và các tổ chức. Chứ chúng ta không có cái sự méo mó bóp méo quyền công luận hoặc là tự do Internet như là ai đó áp đặt chúng ta. Tính từ thời điểm này thì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì luật an ninh mạng sẽ chính thức được thực thi. Vậy thì cho đến nay theo luật sư thì cái công tác hướng dẫn thi hành luật của các cơ quan chức năng đã được tiến hành như thế nào? Chúng ta thấy rằng là các dự thảo về luật an ninh mạng thì bây giờ hiện nay có thể là đã tương đối phổ biến ở trên mạng xã hội, ở trên các trang web. Ngoài cái việc chúng ta đưa ra các quy định pháp luật thì chúng ta phải giải thích về các cái quan hệ pháp luật, quan hệ xã hội đang bị điều chỉnh bởi quy định pháp luật đó, hành vi nào cấm như thế nào, và cái công tác tuyên truyền đấy phải làm tương đối rộng rãi để những người dân người ta chỉ thoáng qua người ta hiểu rằng là từ nay những cái hành vi đấy là bị cấm. Còn về phía người dân thì theo luật sư, người dân chúng ta cần chuẩn bị những gì để có thể thực hiện đúng những cái quy định của luật an ninh mạng sắp được thực thi vào ngày 1 tháng 1 tới đây? Từ thực tế thì tôi thấy rằng là những người mà người ta vẫn hoạt động trên không gian mạng một cách bình thường thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có những cái đối tượng mà trước nay người ta vẫn dùng công cụ mạng là công cụ để phạm tội,
có thể những có những kẻ phạm tội người ta không thực hiện được ngoài đời thường, thì họ lên có kỹ năng, có kiến thức về về mạng không gian mạng, người ta có thể thực hiện hành vi phạm tội trên mạng, thì từ nay họ rất dè chừng chuyện đấy, sẽ không dám thực hiện hành vi đấy, bởi vì là cái yếu tố bị phát hiện hoặc là bị khởi tố là nó đã có cơ sở pháp lý. Thế cho nên là tôi cho rằng là nó sẽ không ảnh hưởng đến người dân, và nó chỉ giúp cho cái việc là giảm bớt cái nguy cơ như là cái hành vi phạm tội trên mạng. Vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Bùi Quang Hưng đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay, có những phân tích hết sức sâu sắc liên quan đến luật an ninh mạng. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý khán giả và các đồng chí, có thể thấy là luật an ninh mạng có những điều khoản bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sử dụng không gian mạng, đặc biệt là tôn giáo dân tộc lại càng được bảo vệ. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng mạng để hoạt động miễn là không vi phạm pháp luật. Và cũng phải thật công tâm để khẳng định một điều là 29 nội dung của Bộ luật hình sự cấm thì mạng xã hội dù là ảo cũng phải cấm. Những nguy cơ đe dọa an ninh mạng xét cho cùng là đe dọa chính mỗi cá nhân, doanh nghiệp và đất nước. Và thực thi luật an ninh mạng thì sẽ giúp ngăn chặn và xử lý thích đáng đối với tất cả những mối đe dọa nêu trên. Vì vậy mà không có lý do gì để ngăn cản việc thi hành luật an ninh mạng này. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip ngắn để làm rõ thêm những điều mà chúng ta đã hiểu chưa đúng, chưa đủ về luật an ninh mạng, qua đó có cách hiểu đúng đắn và rõ ràng hơn về luật này. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.